làm sao mà chúng ta có thể chứng minh được rằng là cái công việc này có thể mang lại cho mình tiền, thời gian và sức khỏe. Hai cái cuối thì rất là dễ các chị. Nếu các chị sử dụng sản phẩm của Nu Xin thì các chị sẽ có sắc đẹp và các chị sẽ có sức khỏe. Còn tiền đó các chị, nếu các chị đi theo vào hệ thống thì các chị sẽ kiếm được tiền. Hiện tại bây giờ đó, công ty Nu Xin đã có 977 người đã làm trên 1 triệu đô la rồi. Và hiện nay mỗi 3 ngày có một người làm được tổng doanh thu trên 1 triệu đô la. Thành ra là có những người khác làm được, tức là các chị sẽ làm được. Cái điều quan trọng rằng là các chị có dám làm hay không, và các chị có cho mình thời gian và cái sự cam kết để chúng ta làm công việc đó hay không.